thời tiết lạnh giá tại Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài trong những ngày tới, khi diễn ra trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Đoạn video thử nghiệm sức mạnh của giá rét được thực hiện tại Hồ Trung, Đại Hương An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc hôm 21 tháng 1, khi nhiệt độ xuống âm 47 độ C. Video, mì ăn liền và trứng háo đông khi tiếp xúc với nền nhiệt âm 47 độ C. Đoạn clip cho thấy, quả trứng vừa được tách ra khỏi vỏ chỉ vài giây thì lập tức đóng băng. Người thực hiện video còn đập lên bề mặt quả trứng nhưng nó cứng như đá. Trước đó, cô gái này cũng đã thực hiện thí nghiệm với một cốc mì ăn liền. Mặc dù cốc mì vẫn còn ấm nóng, nhưng cũng không chống lại sức mạnh của giá lạnh. Chỉ sau một phút, các sợi mì đã đông cứng. Món trứng đông lạnh thu được khi để nó ở ngoài trời lạnh. Ở một thí nghiệm khác, khi người dân đổ nước từ chai lên khuôn gỗ, nó cũng chẳng chần chừ mà đóng băng ngay tức khắc. Thời gian vừa qua, người dân khắp các tỉnh thành tại Trung Quốc đều đang trải qua thời tiết lạnh cắt da thịt. Theo dự báo, thời tiết vẫn sẽ tiếp tục lạnh giá trong cả ngày diễn ra trận chung kết U23 châu Á 2018. Được biết, vào ngày 27 tháng 1, nhiệt độ ở Thường Châu, Giang Tô sẽ ở dao động từ âm 2 đến 1 độ C, có thể có tuyết và mưa tuyết nhẹ. Tình hình thời tiết này có thể sẽ khiến các cầu thủ U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn, do dễ gặp các vấn đề về cơ bắp cũng như cảm sốt. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam, ông Park Hang-seo, đã yêu cầu các học trò mặc ấm trong thời gian tập luyện để đảm bảo sức khỏe. Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng đề ra chế độ dinh dưỡng đặc biệt, giúp các cầu thủ giữ vững thể lực, tạo điều kiện tốt nhất khi bước vào trận đấu lịch sử. Trận chung kết U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 27 tháng 1 theo giờ Việt Nam. Ngọc Bích theo tổng hợp nguồn Saita.